Xin chào các bạn, mình là Quân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chương trình Aerob miễn phí của con Ether này. Con này là cơ sở hạ tầng cho các trò chơi và AI. Hiện đang có hơn 200.000 user. Các quỹ lớn như là Husky này, Bybit này, Animoca này, các cái ông lớn khác nhé. Hiện tại thì đang có chương trình Aerob và còn hơn 10 ngày để chúng ta tham gia này nhé. Nó đã xác nhận là sẽ airdrop cho những người nắm giữ cái, những cái huy hiệu này, chạy nốt này, Mocha này, AI này, và những người hoàn thành cái nhiệm vụ này nhé. Thì kéo xuống dưới này. Ở đây có những cái task đầu tiên thì mua nốt này, mua nốt thì khá là đắt nhé, và mình không khuyến khích các bạn mua. Đây, cái nốt của nó thì bán tầm hơn 150 triệu rồi. Mình không khuyến khích các bạn mua cái này nhé, mình chỉ làm những cái miễn phí này thôi. Cái tab thứ hai là trên gas xe nhé. Để các bạn click vào đây. Những cái tab này khá là đơn giản, chủ yếu là follow thôi. Đầu tiên thì mình login này. MetaMask nhé. Login xong thì các bạn kích vào những cái nhiệm vụ này và làm thôi. Follow này. Follow này. Tham quan trang web này. Kéo số khá là đường nhé. Đây các bạn tải lại. Đã hoàn thành 3 nhiệm vụ này. John Tele này. Tham quan page này. Tham quan trang web này. Like Twitter này. Retweet này. Trả lời câu hỏi ấy. Câu 1 là B này. Câu 2 là D, 3 là C, 4 là A, 5 là C. Xác nhận người dùng này. Các bạn vào follow là được nhé. Đây. Follow này. Tele kết nối bị lỗi thì các bạn kích lại nhé. Nếu cái tele này của bạn mà vẫn bị lỗi ấy, các bạn vào đây này, phần setting này, vào phần social này, các bạn remove nó đi nhé, xong các bạn kết nối lại là sẽ được thôi.
Sau khi hoàn thành thì các bạn claim 600 point nhá. Tiếp theo các bạn làm phần 2 này. Hai cái nhiệm vụ này làm ở phần trước rồi. Tiếp theo là like Twitter này. Retweet này. Like này. Retweet này. Like này. Retweet nữa. Follow này. Like này. Retweet này. Tham quan page này. Bạn lướt lướt phát là được nhé. Like này. Retweet này. Tham quan blog này. Tham quan web này. Đây, sau khi hoàn thành tất cả thì các bạn claim được 200 điểm rồi nhé. Là 800 điểm rồi. Để được Aerobe thì cái phần gas xe là các bạn phải được 1.000 điểm rồi. Thì cần 200 điểm nữa. Các bạn theo dõi dự án để cập nhật những cái nhiệm vụ mới nhé. Đây là xong phần gas xe. Tiếp đến là phần layer 3 này. Đầu tiên là các bạn phải connect ví nhé. MetaMask này. Đây các bạn cứ ấn continue thôi. Phần trả lời câu hỏi, câu đầu tiên là B này. A này. B. A. B. A. B. C, A và D. Tham quan trang web này. Tham gia vào Discord này.
Nếu đi còn vật lỗi thì các bạn kích vào đây nhé. Mark profile này. Edit. Đây, con này đi cột này. Các bạn quay lại đây Very nhé. John Tele. Nếu lỗi thì các bạn có thể quay lại đây các bạn connect đi Tele nhé. Ở đây cần min cái này thì mất phí khoảng 1 đô ấy. Thì các bạn gửi ETH mạng Arbitrum vào nhé. Đây, sau khi có ETH thì mình min nhé. Đây, như vậy là xong này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ này nhé. Continue là qua cái nhiệm vụ khác rồi. Đây, như vậy là mình đã hoàn thành xong hai cái nhiệm vụ này. Thì chờ nó xác nhận nhé. Cái nhiệm vụ cuối cùng là nhiệm vụ kiếm điểm giới thiệu này. Thì các bạn kích vào đây. Và các bạn gửi link này cho bạn bè hoặc là những cái tài khoản phụ của mình nhé. Cái chương trình Aerob này còn hơn 10 ngày nữa là kết thúc rồi. Nếu chương trình này cập nhật những cái nhiệm vụ mới ấy, thì mình sẽ cập nhật trên Telegram Thợ Săn Aerob nhé. Và cuối cùng, nếu thấy video này bổ ích, cho mình xin một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn.